Để giống như lúc trước là mệt à. Năm 10 phút là xong. Hút đi lấy mụn lần nào chú? Rồi. Bé Trân là lấy kem dưỡng dùng làm đấy chị ạ. Kem dưỡng 350 á. Kem dưỡng kia.
Đây, sắp xong rồi. Sắp xong rồi, cô lên tí. Da khô nha. Dạ, ở nhà có bôi gì không con trai? Dạ không. Không bôi gì hết à? Nhìn sát vào đây, nhìn sát vào. Ok, hết rồi.
Cái ủi lên nó hơi đau xíu ấy. Đi cảm đi con. Để hai kiếm cho em coi. Em muốn cách coi chứ. Dạ nó xa. Qua giờ chạy này chạy 150 cây số. Sáng qua hả? Thì từ tối á. Chào các bạn nhá. Buổi chiều nay mình sẽ sửa cái cục đẩy này. Với cái lỗi là khách thông báo là đang chạy thì bốc khói. Tóm lại nó chết công suất các bạn ạ. Và cái cục đẩy này mình tháo ra mình mới thấy là nó giống hoàn toàn, cái lõi bên trong giống hoàn toàn một cái cục đẩy trước đó mình đã chia sẻ cho mọi người với cái lỗi là bị ù cả hai kênh ấy. Là nguyên nhân của nó là bọn dàn tụ này bị lỗi. Và cái video đấy mình cũng phân tích cho mọi người hiểu về cái nguyên lý bù áp, tức là như nguyên lý bù áp ở trong những cái cục đẩy nó như nào. Tức là nó sẽ tạo ra hai nguồn đối xứng cộng trừ và một cái nguồn cấu xứng đối xứng cộng trừ cao hơn các bạn ạ. Tóm lại nó chạy hai cấp mức nguồn đối xứng. Thì bạn nào muốn tham khảo cái video kia thì mình sẽ để một bình luận nhé. Chúng ta sẽ thấy cái thương hiệu của cái cục đẩy kia là thương hiệu khác và cái thương hiệu này khác. Cái cục đẩy này mình thấy nó mỏng hơn mà lõi bên trong thì hoàn toàn giống nhau. Nó chạy có loại sò sắt, sò mắt trâu là MJ1502 này này, 15025 này các bạn này. Sò này đắt lắm các bạn ạ. Mùa dạ máy đã gần 200.000 một đôi rồi. Mình hình như mình vẫn còn đây, để tí nữa mình sẽ lấy, mình cũng còn một đôi hai đôi nữa thôi. Mình nghĩ là nó chỉ chết khoảng một cặp thôi. Thì mình đính chính cho mọi người nhá, cái đẩy này là của một cái anh bạn của một cái anh ấy chuyên bán bếp từ. Anh có mua anh dùng nhà anh ấy. Anh chuyên bán bếp từ và anh đem bếp từ cho mình sửa rất là nhiều thì anh cũng đem cái đẩy của anh ấy dùng này. Và anh ấy có nói là đã bị đi sửa một lần ở ngoài Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Anh ấy quê anh ở phía đằng đấy mà. Thế là sửa xong vì anh ấy bảo là chỉ dùng một vài lần đấy chứ không dùng nhiều. Thế là lại hỏng. Thì mình có nhìn qua nhé, chúng ta để ý những con điện trở này. Và đây là con điện trở đã bốc khói, đã cháy đen rồi này. Mình có nhìn qua khả năng là hỏng chính một cái bộ mà đã từng sửa. Các bạn ạ, tóm lại là thời trước họ sửa nhưng mà mình nhìn ấy thì đáng nhẽ là thay 3-4 con này là trị số là 0,25 thì cũng biết là con này nó bao nhiêu. Con này có 0,15 thôi. Thì như vậy là không đều nhá. Với mình ấy, thì là kể cả 4 con này chết thì mình sẽ thay hay là 0,25 ấy, thì hai con này vẫn sống mình vẫn phải bách ra mình vẫn thay là 0,25 cho nó đều. Bởi vì những con điện trở này là nó lối chân e của những con BGT này, con sò này. Thì dẫn tới nó có thể như này thì là cái này độ trở cao. Đây là con điện trở ở chân e về mát. Về tóm lại nó như mình ngày xưa mình học nó còn là trở chỗ định nhiệt. Tức là do nhiều con đấu song song nhau thì cái con nào nó chảy dòng chảy nhiều ấy, thì nó sẽ rơi áp trên chân e nó lớn thì dẫn tới UBE nó giảm thì nó sẽ giảm dòng đi để nó dồn dòng sang con khác thì có là gọi là trở ổn định nhiệt của từng con ấy. Thì giả sử như này nắp 0,25 này, 0,25 thì bọn này ok, bọn bốn con nó đều ok. Nhưng hai con mà chân e có con 0,12 này, à 0,15 này ấy, thì do lội trở nó nhỏ thì nó sẽ dẫn dòng nhiều hơn. Các bạn ạ, nên có khả năng nó sẽ chết không đè không bền đấy các bạn ạ. Có thể là cái anh thợ trước họ cũng sửa rất ok rồi nhưng mà họ không tính được cái này nên họ lại nói chết lại đấy các bạn nhé. Và mình anh ấy còn nói kể chuyện ấy, cái anh khách đã đem đến cái cờ đài này là anh còn đang vứt một cái tivi 55 inch ở đấy, nó bị hỏng bo gì ấy. Cuối cùng là chả sửa được, anh bảo anh cũng vứt, anh cũng không lấy lại nữa, phí ra một cái tivi 55 inch ấy. Hỏng bo biết gì thì kiếm bo thay là đơn giản mà, thế mà cuối cùng chẳng sửa, bỏ cả tivi.
Thôi mình sẽ nói một chút vui thôi, bây giờ mình sẽ tháo cái cụm này ra nhá. Để bắt đầu mình sẽ tiến hành, mình cũng chẳng thử nữa, mình thấy nó cháy khu này rồi mà. Để xem nó chết mấy cặp sò. Nó sẽ có 2, 4, 6, 8 sò này. Thì 8 sò này mình không rõ là nó chạy đẩy kéo kiểu gì. Chắc là thế, còn nó hệ thống bù áp ở đây. Bù áp trên mình nhôm này, còn đâu sò này là sò khuếch đại công suất âm thanh nhá. Tháo nó ra là cả vấn đề là ngang lắm. Tháo đến đây mình mới để ý, hình như con này là đã bị thợ hoặc là nó đã bị tháo mất một quạt, rất là nguy hiểm luôn. Chúng ta để ý nó có sẽ có cái fan 1, fan 2 này, cái rác này đang bỏ không nhá. Nó sẽ có một cái quạt nữa ở đây cơ, để nó sẽ thổi gió vào và cái quạt này sẽ hút gió ra cơ. Đấy, các bạn mà xem cái cục đẩy kia các bạn sẽ thấy thế. Nó sẽ có quạt lốt bắt ở đây này, nhưng mà không còn đâu nữa. Phải có một cái quạt nữa chạy nguồn 12V để hút đẩy gió vào trong này và con này sẽ hút ra cơ. Theo nguyên lý nó như thế nó mới tản nhiệt tốt các bạn ạ. Nên con này có sửa được thì mình sẽ phải chế thêm một cái quạt nữa. Rắc cắm nguồn nuôi nó đây rồi. Ở chỗ này rồi các bạn ạ. Nó có hai rắc quạt này. Nó sẽ có ốc này, ốc bên này để nó dính hai cụm vào nhau thì chúng ta chỉ tháo một cụm ở trên thôi, còn cụm dưới nó ok mà. Đó, keo tản nhiệt này phải vuốt lại nhá. Cụm dưới thì ok mà. Và cái anh chủ này anh còn bảo mình thay cho cái con này, anh có tháo ra thấy con này nó vỡ. Cái con này nó ghi chữ KSD, nó là con điện trở nhá. Con điện trở nhiệt nhá, nó như cái ở đây mạch này thì nó lại lắp cái típ bên trong này cơ, chắc là chế thêm mà. Con điện trở là nhiệt này nó mình thấy nó ghi chữ 55 đến 95 độ. Thì có khả năng là nó sẽ khi nhiệt độ có tăng cao thì nó sẽ báo về mạch quạt chạy nhanh chẳng hạn. Hoặc là đôi khi này nhiệt độ nó tăng ấy, nội trở nó tăng ấy, nó sẽ làm giảm cái tín hiệu âm thanh và phải không khớp suất các bạn ạ. Nhiều mạch nó thiết kế như thế các bạn nhé. Nó có điện trở nhiệt này, con này cũng là con điện trở nhiệt thôi. KSD nó ghi chữ 55 độ C các bạn ạ. Đó, bây giờ mình sẽ vuốt lại cái keo này. Phần dưới thì ok không lỗi mọi người nhá. Phần trên bị thôi. Đây này chúng ta sẽ thấy này, đã từng sửa trên rất là nhiều chỗ này. Kiểm tra nhiều lắm. Mạch ấy. Mặt này vừa có cái keo tản nhiệt đấy, mình đã lấy dao mình vuốt là mình đưa hết sang bên kia rồi và tất nhiên phải lấy rẻ lau sạch đi, không thì nó bẩn tay lắm mọi người ạ. Và tháo ra đến đây nhìn qua thì là cái thợ trước họ cũng sửa ok về cái này đấy. Chúng ta để ý là hai con này là ổn định nhiệt cho hai con này. Hai con này ổn định nhiệt cho hai con này. Như vậy là chúng ta sẽ thấy hai con này và hai con này, tức là bốn con này nó liên quan đến đó chính là sò bù áp. Bù cái ngưỡng nguồn đối xứng cao các bạn nhé. Còn đây là diode. Các bạn xem video kia các bạn sẽ hiểu về cái mạch này rồi. Về hiểu về cái nguyên lý của nó. Diode đấy đấy. Còn đây là hai con C5200-1913 là hai con sò đẩy kéo, sò thúc nhé. Mình đoán là sò thúc. Thì chúng ta sẽ thấy này có 2, 4. Con này thì là 15024, con này 15025, như vậy là nó là sò ngược xuôi, thuận ngược đấy. Thì tương đương với là bốn con này tương đương với cụm này chắc là thúc mọi người ạ. Còn bốn cái này thì cụm này thúc thì nó sẽ có bốn con trở ổn định nhiệt, bốn con trở nhiệt, như vậy là thay bốn con này là ok các bạn ạ. Không phải là do hai con này ở nhánh khác nên mình cứ kệ. Mình thấy con điện trở nó lổ đen này, đã lổ này và kiểu gì, và chúng ta sẽ nhìn nhá. Ở đây là thợ trước họ đã thay một cặp. Chúng ta mình nhìn cái vế bên kia ok thì nó có chữ M Mexico, sò của Mexico nhá. Mexico như vậy là từ đây đến đây là sò zin giống hệt với vế on bên kia. Nhưng hai con sò này là hai con sò mua thay nhá. Chúng ta sẽ thấy nó sẽ khác về mã này nhá. Đây, mình cũng vừa lôi được cái đống của mình ra, may mắn vẫn có còn. Vẫn còn hai bốn con nhưng mà lại hai con thuận hay sao ấy? À hai con ngựa, ba con ngược hay sao? Không rõ có đúng không? Thì sò của mình đây. Cũng Mexico xịn này. Mọi người nhá. Mà ít ra nó cũng có chữ mê si ở dưới, còn con này thì nó Mexico ở phía trên. Cũng chả sợ cái đâu, miễn là lắp nó ok là được. Sò này đắt kinh ấy các bạn ạ. Các bạn vào Google các bạn search giá một cặp của nó xem, giá mới của nó đắt lắm. Sò cũ mình đã mua hơn gần 200 nghìn rồi, trăm mấy ấy. Một cặp, nó bán theo cặp chứ không phải bán theo một con các bạn ạ. Đó, bây giờ mình cứ gỡ ra thôi để kiểm tra xem con nào chết, con nào sống để thay thôi các bạn nhé. Khi chết con nào, bên nào thì mình sẽ phải kiểm tra. Nhưng vừa lại nhưng mà hai con này là 52 chết nhỉ, mà lại 24 không chết, vô lý nhỉ. Thôi cứ kệ, mình sẽ kiểm tra bên nào chết.
bên nào chết thì bên đấy mình sẽ phải kiểm tra linh kiện tại cực B của nó nữa nhá mọi người nhá. Và quan trọng là chúng ta phải thay đều theo cặp, tức là bốn con này nó lắp song song ấy, thì là nó sẽ có bốn con chân e ổn định nhiệt đấy, chúng ta thay theo cặp 0.25 0.25. nếu mà thay cả bên này nữa đều thì càng tốt, nhưng mà lệch cũng chẳng sao cả, bên này nó chạy xuôi song song, bên này song song thôi các bạn ạ. Tháo hết ra luôn để xem đo đạt không con nào chết. Tháo lâu đấy các bạn ạ, không nhanh được đâu. Còn này vặn ốc nữa cơ mà. Người trước họ tháo ra bong hết mạch in rồi các bạn, nhiều chỗ bong mạch in lắm. Hút này, do cái chân nó to, khi chúng ta hút sau đó chúng ta sẽ phải dùng hàn chúng ta đá thử xem nó có tách hết chưa, chứ mà nó vẫn dính là đôi khi ấy này nó sẽ bong mạch in đấy. Đấy, mình phải đặt như thế nó mới tách các bạn nhé. Cứ tháo hết thôi. Đấy, đấy qua lay lại mà nó lung lay được ấy, thì là nó đã không bám vào nữa. Bởi vì mạch in hai mặt mà, mặt trên mặt dưới chứ không phải một mặt các bạn ạ. Thì chúng ta phải tháo hút. Hút cho nó bọ lung lay được chân linh kiện. Đây này, con này chưa lung lay này. Đấy, lung lay rồi. Đấy, cứ thế thôi nhá. Mình tạm thời bỏ cái máy quay cho đỡ vướng. May mà có cái súng này nó nhàn hơn đấy, không phải vất lắm. Tháo hết ra mà. Vấn đề là sửa chữa điện tử này, những cái đồ này mình cũng không chuyên về cái cục đẩy âm ly này. Tháo ra lắp vào rất là vất vả luôn. Nó rất là chặt đấy, mình dùng cái tu vít này mình bửa cho nó bật ra rồi đấy, sau đó mới xoáy này cho nó nhanh đấy các bạn ạ. Đấy, vẫn còn hai con này nữa này, dỉ hết rồi. Đo ra già nhá, và rất nhiều cái lót cách điện này rơi mất là này, phải cắt thêm mới cắt đấy. Đây là cái con đã hai con thay này, nó sẽ có lót cách điện ở những cái lỗ này nữa đây các bạn nhá. Hai con người trước họ đã thay ấy, thì đo thử hai con này trước nhá. Mình cũng chưa rõ là thuận hay ngược. Chả lên cái gì cả. Chả lên lại xòi trường à. Vô lý. Chết đứt rồi. Mình lấy một con zin bản của nó nè. Nó là chân BCE nhé các bạn nhé, mình chưa biết C chắc chắn ở đây rồi. Đó, con này thông này. Đó, B đây là BC này, đây là BE này, dòng chảy là từ C sang E, con này con chân ngược các bạn nhé. Thì từ C sang E, ôi chập hết rồi. Chập chết con này rồi, hai con này chết đứt, chắc là sò đéo. Hai con này chết không còn thông gì nữa luôn này. Ôi dồi ôi. B đây mà các bạn. Chết đứt rồi. Hai con này bị chết đứt. Nó là sò lởm đấy, sò giả chẳng hạn đấy các bạn nhá. Nên cái lõi bên trong rất là đéo, nên dẫn tới là nó
nó dòng chảy qua coi nó chết, nó đứt ra hay là nó tách khỏi mạch luôn, hay là bọn này gánh tải nặng hay là chết đấy các bạn nhé. Kiểu như là sò đang mấy cặp chạy bây giờ là còn ít ít cặp chạy hơn đấy. Con này là con 25 đúng không nhỉ? Đúng rồi, đây nhá, mình sẽ có con 25, mình đo con 25 của mình này. Ồ không, ngược như này là B đây các bạn nhé. Ồ chả đo được, hay sò chết nốt, hay sò chết là sò sống là sò như này. Chờ mình chút nhá, để mình kiểm tra con này trên mạng đã. Đây là cặp sò mình có này. Thì là con đuôi 25 là con chăn thuận, còn đuôi 24 mới là chăn ngược các bạn ạ. Thì đây nhá, đây là con chăn thuận này, thì mình để que đỏ cực B của nó này, BC, BE này, đó. Và đo từ E sang C là không được thông này, đấy. Hai chiều đều không thông nhá. Nhưng đây là cái con zin bản của nó này. Nhưng mà nó đã bị chết rồi các bạn ạ. Nó đã chết thông hết rồi. Đấy, chết mất rồi các bạn nhá. Còn con này con chăn ngược. Chăn ngược thì là để cực B, cực B đây. Đó, và đo nó sẽ dòng chảy từ C này, từ vỏ này sang E này, không thông này. Đấy là cặp này của mình sống nhá, mình còn hai cặp thôi, không biết được không. Nhưng hai con này nó chết đứt rồi, nó chả thông cái gì nữa. Hai con này là con đuôi 25 là chăn thuận nhá. Mình cũng đo như vừa nãy này. Đó, chúng ta sẽ thấy là không lên gì nữa cả. BCB đứt hết mạch ra rồi các bạn ạ. Chết nhiều phết. Con này cũng chết rồi nhá. Nên như vậy là nó có 4 con, thì hai con này nó hai con đẻo. Thở trước họ lắp phải con đẻo, dẫn tới nó tách ra luôn thì chỉ có hai con gánh thôi, thì hai con gánh này hai con này chết tòi là đúng các bạn ạ. Thì chắc chết cả hai rồi. Đấy. Chết cả hai luôn mọi người nhá. Như vậy là con này chơi xem bên sò ngược thế nào. Chết sạch cái này thì mình lại không có đủ linh kiện rồi, này phải đặt rồi. Ôi giời ơi, chết nặng quá. Mình có mỗi hai cặp thôi mà, một mỗi hai đôi kia thôi. Con này thì là con chăn ngược. Đấy, không chết nhá các bạn nhá. Như vậy là chết hết cái vế kia rồi. Do hai con đẻo đấy các bạn ạ. Do hai con đẻo nó chết đứt ra trước, thì là cả hai chỉ có hai con nó gánh tải thôi. Bọn này thì cả bốn con thì mình nghĩ là nó sẽ không chết đâu. Đấy, nó không chập mà. Này, họ có bán lẻ đâu, họ có bán lẻ một con à, con nó mà họ bán theo cặp mà các bạn nhé. Đó, không chết này. Không chết, như vậy là theo phán đoán ấy là thợ trước họ thay phải hai con sò thuận đéo, và khi nó chết ấy là nó sẽ đứt ra khỏi mạch luôn. Nó đứt ra khỏi mạch luôn thì khách vẫn sử dụng thì là hai con này nó chịu tải. Hai con này chịu tải nó không chịu được, còn nó đã chết hết. Như vậy là chết bốn con sò thuận luôn. Chết bốn con sò với cái mã là 25, bây giờ mình sẽ đặt hàng xem có bán lẻ 25 không thôi, họ bán theo cặp rồi. Con này sẽ mua rất là nhiều. Như vậy là mình thiếu mất hai con nhá các bạn nhá. Nên là video này mình lại phải dừng lại rồi. Để hôm nào có linh kiện mình đây là đặt linh kiện về mình lại làm tiếp thôi. Chán thật đấy. Tưởng chết một hai cặp cũng chết nhiều quá. Đến hôm nay mình đã mua được linh kiện và bắt đầu mình tiếp tục mình làm nó nhá. Thì như cái đoạn trước mọi người xem ấy thì nó chết sạch cả bốn con MJ15025. Còn đâu bọn 15024 thì vẫn sống. Thế là mới đầu mình định táng cho vài anh SA này hoặc là A1943 cơ, để mục đích là xem nó có chạy được không. Rồi nó chết sập lốt cái bọn này đi thì cũng bỏ cái bốn con MJ15024 này. Nhưng cuối cùng mình có hỏi thử cái bạn bán hàng, cuối cùng bạn ấy bán cho mình thật các bạn ạ. Thế là mình mua được bốn con này luôn. Mình đính chính cho mọi người nhá, trên thị trường là họ không bán lẻ mà họ bán theo cặp mọi người nhá, giá cực đắt luôn, nhưng mình sẽ không công bố giá nữa. Thì đây là hôm nay mình đã nhận được bốn con, mình mua ở đây mọi người. Mình mua của bạn hay bán linh kiện là linh kiện hải sò nhá, linh kiện hải sò.com này.
Những cái con này và rất nhiều ép khác ấy, là họ bán theo cặp cơ. Còn đâu họ bán đơn thì mình đính chính, chúng ta Google chúng ta search ấy, có một số ép bán đơn ấy. Và mình khẳng định là trong đống nô này là có người cái thợ trước họ mua đơn, nhưng mà họ mua phải sò đẻo. Và trên thị trường là sò đẻo rất nhiều, nhưng mà mình dạo là gần đây thì mình rất tin tưởng cái bạn hải sò này nên mình có mua này. Mình mua thì còn ghi đánh máy thì y như thế nha. Như đây mình cho mọi người xem lịch sử và tại sao bạn ấy lại bán cho mình như thế này chứ không phải bán theo cặp, cho mọi người xem nhá. Đây mình có chat Zalo Facebook, chat Facebook với bạn ấy này. Mình có hỏi này: Hải ơi này, sò em có bán lẻ theo con không, anh đang cần 4 con 15025 đấy. Thì bạn ấy trả lời là em không bán lẻ. Thì mình cũng đúng thôi, nên mình định đáng đấy. Nhưng mà sau đó này bạn mới gọi lại nhưng mình không nghe máy này, mình bận mà. Em Hải đây, vừa nãy nhân viên trả lời lời em vừa vào xem tin nhắn nên rep lại cho anh. Tức là nhân viên họ, tức là cái Facebook của họ thì rất nhiều nhân viên họ sẽ xem ai đặt hàng không à. Đấy, nhân viên thôi. Nhưng cuối cùng đây mới chính là bạn Hải Sò này. Anh đã mua được ở đâu chưa? Nếu chưa thì em phá để cho anh 4 con lẻ, anh giải quyết. Anh giải quyết việc đó, 4 con đây. Đó nhá, đây đây mình cho mọi người thêm một chút này nữa. Xin lỗi nhá, mình phải che cái chỗ nhạy cảm. Là ngôn ngữ nhạy cảm của hai đứa hai mình và bạn đấy. Dạ không sao anh ơi, nhân viên trả lời về anh định đóng trả khách. Người khác thì em không hỗ trợ được, nhưng anh thì em hỗ trợ cho anh. Đó, nên là bạn ấy ưu tiên mình thì tại sao bạn ấy ưu tiên mình nhá? Thực ra bạn Hải Sò này mình biết bạn ấy bán hàng, bạn ấy giờ bạn đã lập một trang web là linhkienhaisò.com đấy. Bán rất nhiều sò giã máy, sò zin, các thứ linh kiện ấy, và rất nhiều anh em tin tưởng. Thì thời ngày xưa bạn ấy và vợ bạn ấy là hai vợ chồng bắt đầu dấn thân vào bán sò giã máy thôi. Cụ thể là IGBT và những cái linh kiện của Omni ấy. Đây như này Omni này. Thì mình có hay mua của nó, của bạn đấy. Sau đó là mình có nhắn tin với bạn đấy, là chat nói chuyện với nhau và mình bảo là như này này. Cứ theo bước của linh kiện ST. Cái nào web linh kiện ST bây giờ sập rồi, linh kiện ST bán linh kiện rất chuẩn mặc dù giá đắt hơn. Nhưng mà rất bạn bè thợ, mình rất tin tưởng. Thì em bán sò như thế, em đừng có bán theo kiểu, đừng nhập theo kiểu là sò, theo cái kiểu là đại trà như những cái web khác, những cái nơi khác bán. Thì sò đấy chính là sò lởm đấy. Em cứ tìm được linh kiện chuẩn, bán giá cao hơn cũng được. Thì các bạn thợ rất ok luôn, bởi vì là người ta đã bỏ công sức sửa rất vất vả rồi. Mà dính phải sò đẻo như cái ngày này. Là chết lại luôn, là rất là vất công. Do đó mà mình đã nói chuyện với cái nội dung như thế thì bạn này bạn mới biết được cái vấn đề đấy. Nên trong 30 năm làm nên là bạn bán sò rất chuẩn. Nên không phải riêng mình nói là anh bạn ấy chuẩn mà rất nhiều bạn thợ mình cũng thấy thế. Nên khi mà bán chuẩn và có lòng tin ấy, thì bắt đầu là sẽ phát triển được. Sẽ phát triển được nhé các bạn nhé. Đó là như thế đấy các bạn ạ. Thôi bây giờ mình bắt đầu làm. Đã có sò rồi, 4 con và đặc biệt 4 con sò này thì hơi đặc biệt một chút. 4 con sò này là 4 con sò ấy của Motorola. Biểu tượng MW, biểu tượng chữ ấy này, chữ M này. Chứ thực sự này, bây giờ sò nhiều là hãng là hãng On cơ các bạn nhé. Hãng On là ra đời sau. Hãng Motorola mình thấy trong máy móc công nghiệp rất nhiều cái biểu tượng sò của Motorola này mọi người ạ. Nhưng mà với cái chữ này, đây là sò đẹp ấy, với cái chữ kiểu này thì mấy anh Trung Quốc anh in phát được ấy. Đẹp vẻ như thế luôn. Mình khẳng định trong con này nhân cực bé, nhân nhỏ đấy, nên khi nó chết phát là nó chết tách ra luôn, nó không chết chập. Nếu chết chập nó cháy cầu chì này lại còn sống được hai con kia, nhưng nó chết đứt ra luôn. Thế là hai ông kia ông ấy gánh tải, thế là chết luôn cả đôi hai con sò xịn đấy các bạn ạ, sò còn sống ấy. Thì đây nhá, 4 con bảo vệ chân e, 4 con ổn định nhiệt tại chân e này. 1 2 3 này, 1 2 3 4 nhá. Thì chúng ta sẽ thấy này, 1 2 3 4 này, thì hai con trong nó chết chập đấy. Vì chết chập dẫn tới là chúng ta sẽ thấy này, đứt luôn điện trở chân e nhá. Nhưng hai con này là chết đứt đó, nó đã chết đứt, tức là do cái nhân nó nhỏ quá, nó dòng chảy qua nó chết chập, sau đó nó đứt ra luôn. Thế là cái dòng nhỏ quá nếu mà hai con này còn sống đó, chúng ta sẽ thấy sò xịn nó sẽ làm đứt được cả ấy luôn, bởi vì dòng chảy nó lớn mà. Con điện trở ổn định nhiệt chân e này các bạn nhé. Thì với con này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người làm sao mình kiểm tra như nào và sửa như nào nhé. Chứ mình làm thì mình cũng không nói được cho mọi người được. Đó là nhánh này ok thì mình đích cần kiểm tra nhánh này, mà mình sẽ kiểm tra chỉ nhánh này thôi các bạn ạ. Cụ thể là mấy con điện trở sò thúc các thứ này mình sẽ kiểm tra hết.
lại hết nhá mọi người nhá. Và cái con điện trở nhiệt này bạn, cái bạn chủ ấy bạn bảo là nó bị vỡ thì anh thay cho em ấy, nhưng mà mình nghĩ là không phải thay đâu, nó là con điện trở nhiệt nó bị tách ra cho thợ trước tháo thôi, mình sẽ đo thấy nó ok thì mình cứ giữ lại thôi, không sao cả các bạn ạ. Và con này sửa xong kiểu gì mình phải lắp thêm quạt, nó chỉ có một cái quạt mà. Đó, bây giờ có sò rồi, bây giờ nó tiến hành làm nhá. 5W 0,25 ohm, nó chết hai con nhưng mình thay cả bốn con cho nó đồng đều. Tất nhiên là hai con sống thì mình giữ lại, mình mua theo của mình cho nó đồng đều nhé. Đây này, 5W 0 ohm 25 này các bạn. Đó, bốn con 0,25W 0,25 ohm 5W nhé. Rồi chúng ta sẽ để ý này, con điện trở này cháy này thì là nó sẽ nhìn thế này đây nhé. Với đây là con chăn thuận mà, thì là dòng chảy từ E sang C nhá. Tóm lại là đây là chân E chảy sang chân C, đó là cái chân này này mọi người này. Thì chân E của nó điện áp cao, thì đây chính là điện áp cao phân áp vào các chân E nhá. Thì điện áp cao này nó chính là 0V GND đây đấy các bạn. Thì điện áp cao đây nhá, nó đi qua con điện trở này, nó vào chân C, vào chân E con này để tạo dòng chảy E C để kích đấy các bạn nhé, để kích cái B đấy. Do con này cháy như này thì kiểu gì ông này ông chết các bạn ạ. Con này cháy này cũng không có thể. Chúng ta sẽ thấy nhá, là khi hỏng này là chúng ta sẽ kiểm tra gì nhá. Thợ trước họ cũng có kinh nghiệm sửa hay sao nhá, họ cũng không hành động con này luôn, họ chỉ động đến con này thôi. Bởi vì con này là nó dòng chảy nó sẽ từ E đi sang C mà các bạn nhé. Và nó sẽ là dòng IB của nó là từ E sang B. Thì cực B nó này này, từ E sang B này, cực B này, cực B nhé. Cực B con này không có phân điện trở phân áp gì cả, đưa thẳng vào chân E con này luôn để tạo dòng chảy từ E sang C, thì nó bắt đầu nó sẽ ấy mà, nó sẽ mở được bốn con sò thuận này đấy. Đó, kiểm tra đi thôi, ham chết con nào thì thay các bạn nhé. Kiểm tra mình cũng không cần kiểm tra con này, mình chỉ kiểm tra được con này và con này thôi, và đo qua một số con nữa thế thôi mà. Sửa công suất khi mà chúng ta hiểu mạch ấy, chúng ta làm sẽ không bị mày mò linh tinh các bạn ạ. Như thợ trước họ đã kiểm tra cả con bên này này, nhưng bên này thì nó không hỏng nên mình cũng không kiểm tra luôn. Tất nhiên cẩn thận thì cũng kiểm tra cũng được, đo đạc qua một chút thôi. Con này cháy rồi này, xem nó là bao nhiêu ohm, như là nó là 10 ohm ấy. Con âm ly này sửa để chi phí linh kiện quá đắt, giả sử mấy con C5200 có thứ, mình thấy tra data set về IB này, rồi dòng chảy IC này nó chỉ là 15, con này thì chịu được thì được 16. Bên này UBE thì cực kích cực B nó cũng chỉ là 5V thôi. Và con như con A1943 thì điện áp chịu được mắc của nó là 230V. Còn con này thì đang là 250V. Nên mình mới đầu mình định không mua, không, nếu mà mình hỏi mà không mua được ấy, thì mình cũng sẽ điện cho cái chủ này mà thử táng sử sò than, mà sò than chính là cái sò đen đen này để tận dụng bốn con kia sống xem nó có sống chạy được không, còn nó chết hết thì sửa cơ thể các bạn ạ. Con này 10 ohm chết rồi nhá các bạn nhá. Thì BCE này đo nhá, BCBE này từ E sang C này cũng không chết, như vậy nó vẫn sống, nhưng mà mình vẫn thay cho an toàn, không chết đâu, nhưng mình sẽ thay các bạn nhé, bởi vì nó bị dòng chảy cao rồi mà. Còn đây 10 ohm đây, mình có nhiều 10 ohm lắm mà, mua bao nhiêu còn ra dạng như này để sửa mấy cái bọn âm ly này, phục đẩy này, tìm vào lại toàn 18 ohm ấy này, 1 8 ấy này, 200 ohm cho cục đẩy chưa, mua rất nhiều mà lại không có 10 ohm. Nhưng mình nhớ trước là mình có 10 ohm to như này này, 10 ohm 5W to như này này, chứ không phải như thế này bé như thế. Thôi để này tháo trong bo giã thôi. Đấy như thế nhá, sau đó mình sẽ kiểm tra một chút nữa rồi mình sẽ tổng hợp cho người chết những cái gì. Đã kiếm được con ở trong bo mạch khác lắp vào nhá, 10 ohm to y như thế luôn. Và như cái con này A1943 này nó không chết, nhưng mà mình nghĩ là nó bị chịu dòng tải nhiều rồi, nên mình cứ thay cẩn thận, mình thay con khác này. Và bây giờ là quan trọng là đến tiết mục, mình đã kiểm tra qua hết một số rồi, không có lỗi gì nữa cả. Tiết mục đo sò, mấy con sò mà có thương hiệu chữ Motorola này,
4 con này. Đây là sò thuận các bạn ạ. Do con này là nguyên nhân ấy, là thợ trước họ đã sửa ok rồi, nhưng chẳng qua là họ đã lắp phải hai sò lởm nên hai con nó tải nặng nên nó bị lỗi đấy, chứ nó không chết nhiều đâu nhá mọi người nhá. Nên vấn đề sửa chữa này chúng ta thấy là linh kiện khá là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Sò thuận thì cực B đây đấy, B C B E này, đây này còn vẫn còn mối hàn chưa tháo này đó. Ok ok, không đứt mối nối nha. Còn bọn này sò đẻo thì nó đứt, sò này là đứt mối nối luôn này. Chiều này nó có chiều dài chiều ngắn các bạn ạ. Đấy. Còn sò zin của nó thì chết chập hết. Bây giờ đo độ chọn đo chập này. Dòng chảy từ E. Từ E sang C. Mọi người ạ. Đó, không sao, có một độ dò chút thôi. Mình nghĩ là nó không sao. Đấy, nó có độ dò chút này. Dò nó bẩn đấy các bạn ạ. Từ C sang E thì kiểu gì cũng có độ dò nhiều hơn. Ở đây mình sẽ lấy hai con sò cũng này nhưng mà không phải Motorola 25 đâu, mình đo cho nó có độ dò thế không. Đây. Con này thì cũng thế nha, nhưng mà nó có chữ on các bạn ạ. Cũng là 25 đấy. Đấy, cũng có độ dò tí các bạn ạ. Tóm lại nó ok. Thôi lắp vào thôi, vấn đề lắp là càng vấn đề lắp về. Lắp nó nha, nó khó hơn những cái lắp sò than này. Đó là chúng ta phải keo tản nhiệt này, rồi là cứ hai cái lỗ này lại phải có hai cái cách điện. Rồi hai cái lỗ này cũng lại có hai cái cách điện nữa, như vậy là có bốn cái cách điện liền các bạn ạ. Nên lắp hơi phức tạp, lắp và đo đạc xem có bị chạm chập không. Con này nó là con dơ len nhiệt tự phục hồi nhé. Ở trên thân nó ghi chữ H055, như vậy là nó là 55 độ. Mình vừa mới dùng đồng hồ mình đo hai chân của nó thì không thông. Sau đó mình dí vào hàn vào cái lưng này, thì dí lên đạt đến nhiệt độ quá 55 độ thì hai chân này nó dính vào nhau. Các bạn ạ, chắc là nó dính vào nhau nó sẽ ngắt, nó không cho chạy đấy, hoặc nó báo lỗi quá nhiệt đấy. Còn đâu để nguội nó lại tách nó ra các bạn ạ. Nó là một cái dơ len nhiệt. Và đây này, mình đang lắp này, chúng ta sẽ thấy nhá. Một con sò này lót cách điện cho tản nhiệt ở dưới này, cho tản nhiệt ở đây rồi. Hai cái lỗ này để sẽ phi cái cách điện ở cái lỗ đấy với cái vỏ này, vỏ nhôm này là GND mà. Đó, và tiếp tục này, ở hai cái lỗ này cũng có hai cái cách điện này nữa này. Kinh lắm, lắp cái này rất lâu luôn các bạn ạ. Như vậy là một con sò nó sẽ có bốn cái cách điện và hai con đốc bắt mọi người nhé. Đấy, lắp lần lượt thôi. Đó, đã lắp lại và ép nó phải phòi được keo tản nhiệt ra như này, nó mới là tản nhiệt ok nhá mọi người nhá. 4 con MJ15024 là NPN ngược, và 4 con MJ15025 là PLP thuận. Và chúng ta sẽ thấy phiên bản của nó là sử dụng bộ thương hiệu On này. Còn bây giờ là anh Motorola tài trợ 4 con sò thuận các bạn ạ. Và bây giờ đến tiết mục là đo xem có bị chạm không, bởi vì chúng ta sẽ thấy là tất cả những cái chân nó đều chui qua cái miếng nhôm này mà. Thì giả sử như cái cách điện ấy, những cái cách điện mình vừa ấy mà nó không cách điện tốt ấy, mình lắp vào nó bị chạm ấy, cụ thể là có hai con mà chân nó ngắn mình phải lối ấy, thì bắt đầu mình sẽ đo ra vỏ này, đo cách điện rồi nhá. Chân này không chập ok. Cái này rất là quan trọng đấy các bạn ạ. Chúng ta đo bị chập ra là có vấn đề luôn đấy. Nên chúng ta làm phải cẩn thận. Không có nhá. Về kể cả các chân C, chân C và chân E nữa. Các chân C đây cũng không chập này. Thực ra chỉ cần đo một bên này, một cái là biết được rồi. Không chập nhá, ok nhá. Hà lại hết thôi và xem ok không.
Mình đã lắp hoàn thiện hết này, và đến tiết mục thử thì mình sẽ cầm máy ảnh trên tay cho mọi người quan sát nhìn cho rõ nhá. Chứ treo lên mọi người không nhìn hết được. Hai tín hiệu kênh, hai kênh mình đang cho vào đây. Và mình đang sử dụng hai cái loa ra. Một cái loa đang chết loa chung, chỉ có loa bát thôi. Và một cái loa nữa là anh Panamax này cũng rẻ hết rồi, khách cho mình bởi vì bị rơi nhá. Để mình thử hai kênh luôn. Và đầu tiên chúng ta bật này, chúng ta sẽ để ý nhá. Mình bật on, đang volume về không nhá. On này, dơ le nguồn đã đóng. Hai dơ le của hai kênh bảo vệ loa đã đóng. Ok, không gì cả nhá. Và bây giờ mình sẽ cho tín hiệu vào nhá. Đang mở cái máy nghe nhạc này này. Đang bật, quên từ nãy giờ chưa bật. Như vậy là như thế này mà hai loa không có tiếng ù gì là hai kênh ok đấy. Và hiện tại mình cũng không rõ mình nói đến đâu gì này. Vừa có cái bà và đến và lấy nồi cơm sửa các bạn ạ. Nên này để không quên sửa mất. Đây mình đang mở tín hiệu này. Ấn linh tinh mất rồi. Rồi ok. Đấy, đang có tín hiệu cả hai kênh nhá. Và mình cũng chưa biết là mình đang sửa vế nào đâu. Mình chưa thèm dò. Mình mở bài khác, mình không dám để nhạc lâu. Như vậy là nó đã ok. Tất nhiên là mình không có tải lặng mình test. Nhưng mà cái quan trọng này, qua cái video này mọi người thấy là sửa cục đẩy cũng không có gì là khó cả. Cái quan trọng là chúng ta kiếm được linh kiện chuẩn, linh kiện xịn hay không. Và cái bước kiểm tra sửa chữa như thế nào ấy, thì chúng ta phải có một cái tính cẩn thận một chút. Ngoài chúng ta có kiến thức, chúng ta phải kiếm được linh kiện xịn, thì chúng ta phải có tính cẩn thận nữa. Không thì phải trả giá nhá mọi người nhá. Cụ thể là các bạn để ý đấy, khi mình lắp những con sò xong rồi mình phải biết đo xem có bị chạm hay không. Nếu mà chúng ta cẩu thả, chúng ta không để ý cái độ chạm mà bị chập ấy, là sẽ bị hỏng nhá các bạn nhá. Đây là sửa chữa điện tử, bất kỳ sửa thiết bị gì thế chúng ta phải có tính một cái tính gọi là tính cẩn thận. Thì chúng ta sẽ làm hết. Và sửa cục đẩy cũng như sửa âm ly, sửa nó rất là dễ, nhất là những cái van hỏng công suất. Nó chỉ chết như thế thôi, nó chết sò mình kiểm tra nhánh hào, nhánh bên kia mình không hề kiểm tra. Nhánh bên nào chết thì mình sẽ kiểm tra, và mình kiểm tra đến tầng thúc của nó là hết, chứ mình cũng không kiểm tra sâu. Người thợ trước họ còn kiểm tra hết cả những con tràn này này, nhưng mình không hề kiểm tra nó luôn các bạn ạ. Và qua đây mình cũng nói loa cho mọi người một chút đấy, cái con sò này này cũng là con A1943 nhá, con bên kia thì con C5200 ấy. Con này thì thúc dàn sò mắt trâu rồi, còn con này xúc thúc hai con bù áp nhá mọi người nhá, nó có hai con bù áp bên trong ấy các bạn ạ, nó thiết kế như thế. Và hai con điện trở ổn định chân nhiệt tại chân E của hai con sò bù áp đấy các bạn nhé. Đây mình sẽ mở chút tựa nữa để mình kết thúc video này. Ôi giời, nó đang có tiếng để đánh mất bản quyền, để mình mở lại. Chờ mình chút nha, mình đang ấn lách. Mình sẽ kết thúc luôn video này ở đây nhá. Chào tất cả mọi người.
Chào các bạn nhá. Video này mình sẽ quay quá trình mình sửa một chiếc TV Samsung với cái lỗi là nghi ngờ đang trên boa, với cái lỗi của nó là ghim không vào nguồn gì cả, tức là không có đèn báo nguồn. Cái TV này đời cổ ngày xưa rồi, main nguồn nó rất là dỉ nên đôi khi hỏng cũng là do bo nguồn nhá. Nhưng mà mình đã test rút cáp này ra này là nguồn chạy ok, led sáng bình thường các bạn nhá. Đây là cách test, bởi vì cái này mình thấy cũng đã có thợ sửa trên cái bo nguồn rồi, dỉ lắm, nó lâu năm rồi. Model nó đây đi. UA40ES6800R nhé mọi người. Chiếc TV đời ngày xưa, led của nó cực kỳ khủng luôn, hệ thống giải led của nó và TV của nó là vỏ bên ngoài sau là vỏ kim loại chứ không phải vỏ nhựa nhé. Đời ngày xưa đấy, nó có 1, 2, 3, 4 mạch đây và led, các bạn cho 4 dãy led riêng biệt nhau luôn, kinh khủng luôn các bạn ạ. Đời 40 bây giờ cái boa của nó không thể to như này nên con này không bao giờ thấy mình thấy chết led mới các bạn ạ. Led nó thiết kế quá hầm hố luôn. Thì phần nguồn này công suất của nó cho led là chính mà. Còn cái boa này nó cũng như các TV khác thôi. Thì cái lỗi của nó ấy, thì khi mà chế độ cắm điện thì là chúng ta đo sẽ là có nguồn chỉ có 5V A thôi, tức là 5V standby đấy. Còn 5V B thì vẫn là chế độ chờ nhá, nó chưa có đâu. Khi chúng ta ấn on thì mới có 5V A. Thì chúng ta sẽ nhìn nhá, trên này nó có hai con biến áp này. Thì biến áp này là biến áp nguồn cấp trước, nó sẽ tạo ra nguồn một cái mức nguồn 5V này, mình đo cho chúng ta tham khảo này. Mình đo chính giữa nhá, mình đang cầm điện rồi. Đấy, nó là 5,3 chứ không phải 5V nhá. Thì con biến áp này nguồn cấp trước nó sẽ từ cái 5,3 V đấy, nó sẽ phi thẳng sang bo A ở chế độ chờ là 5V A. Còn cái nguồn 5V B ở đây này thì nó chưa có, chúng ta sẽ thấy nó chưa có này, mình đang đo cái gì 5V B đấy. Thì khi on thì bắt đầu vi xử lý đưa xuống mới mở, bo A đưa xuống mới mở vào 5V B cho các mức khác. Rồi nguồn cấp sau chạy PFC bot nó chạy các bạn nhá. Nhưng do đó những cái mức nguồn khác đều không có, chỉ có nguồn 5V lên trên này thôi. Thì cái nguồn 5V đây mình đo này, nó sẽ lên đến cái dây L, quận L bảo vệ này này. Đó mọi người nhá, sau đó nó đi lên đến con ổn áp nguồn này, nó vào này, nó con ba chân này này, nó vào ở 5V nhá, nó vào 5V này. Nó chân ao của nó là chân da đây, mình đo chân da đây này. Nó có ba chân, chân 1 là mát, chân 2 là vào, và chân 3 nó như con chan to ấy. Chân 3 là chân nguồn ra nhá. Nhưng mình đo thì mới đầu mình đo thì không có điện áp, nhưng mà mình có hàn lại nó đang ra 1,2V. Thì 1,2V không thể nó cho TV ở chế độ chạy được. Tóm lại là nguồn 5V vào sẽ hạ ra thành nguồn khoảng 3V 3 cho con quản lý này. Con là quản lý này là các bạn này. Đây là mình vừa lôi được một con quản lý như thế cho mọi người tham khảo này. Và mình rút điện đấy nhá. Đây con quản lý đây đây này, để xem nó có chết lốt con này không. Chờ mình lấy led. Đó các bạn nhé. Tóm lại con này gọi là con quản lý. Nó sẽ đưa ra thực thi, đưa ra các lệnh mở nguồn các thứ để cho máy chạy nhé mọi người nhé. Đầu tiên phải vào nó mọi người ạ. Thì do mình cũng chưa rõ được cái nguồn như nào, nguồn ra là như nào, thì mình phải nhờ sự trợ giúp của anh em bạn thợ của mình. Cụ thể là gọi là nhóm anh em nhà lỗ. Thì đây, nhiều khi mình sửa chữa cái gì là mình theo cả nhóm mình hỗ trợ luôn mọi người nhé. Mình có chụp ảnh này, mình có khoanh tròn này ở vị trí đấy này, vào 5V, vào 5V nó ra mấy V các lỗ, máy im tịt nhá. Mình hỏi các bạn như thế đấy, các anh em nhỏ lỗ ấy. Thì sau đó này, 5V vào thì là ra 3,3V cho quản lý 61P8, đó chính là con IC đây này, con IC này đấy em mọi người nhá. Nên hiện tại bây giờ điện áp ra rất thấp nên bây giờ mình sẽ thay con quản lý nguồn đấy, à con 3V 3 này, à con ổn áp 3V 3 đã ra rất là thấp này, mình vừa đo thử đấy. Mình bật lại mình đo thử này. Đầu ra ra đây nhá. Chúng ta sẽ thấy nó chỉ được khoảng 1,2V thôi, 1,236 kìa chứ không phải 3,3. Bây giờ mình lại tạm dừng để mình tháo trên bên xác cái thôi. Cũng nguyên xác Samsung, vừa một con TV vừa soi thay boa. Phá ra để lấy linh kiện thôi. Mình đã thay con ổn áp 3V 3 khác này và chúng ta sẽ thấy nhá. Mình bật điện này. Thì nguồn vào thì là ở chân 2 của nó thì nó vẫn là 5V nhá. Đây 5V này. 5,3 nhá. Và nguồn ra vừa nãy đo được cái 1,2 đấy, và bây giờ chúng ta sẽ thấy này. Nó đã có ra được 3V 3 ok nhá. 3.309 kìa. Nhưng mà TV vẫn đen thì vẫn không hoạt động gì cả. Hiện tại là chip này chưa được cấp điện mà mọi người nhá. Khi chúng ta ấn on là con này nó đưa lệnh ra để nó bắt đầu nó chạy hoàn toàn mạch cái sao ấy. Nên bây giờ mình sẽ
tháo bo ra để mình thay thử con này xem nó có chạy không. Đây là đang sửa trên bo A nhé. Trời lạnh, nhiệt không mạnh các bạn ạ. Tăng nhiệt lên. Hôm nay Hà Nội trời lạnh kinh khủng. Hôm nay mình phải đi tất. Theo kinh nghiệm mình khò nhá, mình cứ khò, không bao giờ mình khò chính xác lưng. Mà chúng ta đang cần ra nhiệt 4 hàng chân ấy, và mình cứ khò xung quanh thôi. Và mình thử đá những con tụ hoặc những con linh kiện điện trở ở cạnh chân ấy mà nó xê dịch được thì bắt đầu là mình sẽ cảm nhận được là nhiệt đã đủ rồi, thì bắt đầu mình sẽ xê dịch thử con chip nó ok mình sẽ nhấc lên thôi mọi người nhé. Cái này chúng ta khò, chúng ta phải kiên trì, chúng ta không phải là chúng ta khò phát nó lên được ngay đâu. Đến nhiệt ở đó nó đủ nhiệt thì bắt đầu là nó thiếc nó sẽ chảy ra thì nó sẽ lên được, nó sẽ nhấc lên được các bạn ạ. Và cái đặt vào chúng ta phải đòi sự khéo tay. Thường thì nhiều thợ thì họ sẽ vuốt sạch hết chân cho nó đỡ cập kênh cái thiếc ấy, ở trời chân đấy, sau đó đặt vào nó sẽ phẳng. Nhưng mình chả làm thế đâu. Mình cứ chơi luôn. Sau đó là có chân nào chập mình sẽ vuốt. Các bạn ạ. Rất nhiều chân dính vào nhau. Đây là con mới này, bôi một ít giảm gió đi một chút. Mình đặt một phát coi như là hơi bị chuẩn rồi, chỉ có bị lệch một đường một bên thôi, nên mình đang khò mình đá sang bên đấy một chút là được các bạn ạ. Đó, bây giờ chờ nó nguội nhá, cho mọi người xem. Đó, con quản lý 61P8 mình vừa thay nhá. Thì tại sao mình lại thay nó? Đấy, 60P8 nó hơi bị lệch chân của cái rất khó thì vừa làm lại vừa quay chia sẻ cho mọi người. Hơi này hơi bị lệch nhưng mình vừa ra xăng mình rửa, mình có nhìn cạt qua rồi thì nó không chạm. Thực ra nó chạm một cái phím chân này nhưng mình đã dùng mỏ hàn này mình vuốt nó đi rồi. Tóm lại là nó mình đã xem thì hơi lệch nhưng mà chân nó ok, không vấn đề gì cả. Thì mình có thể nói qua cho mọi người tại sao mình lại đánh một con này mà lại không phải con này, không con này. Bởi vì bản chất ấy là con IC này ấy, là từ 5V. Con IC này vừa thay nó hạ ra là 3V3 thì cấp vào chân VC của nó là chân này. Thì tóm lại là 3V3 đấy cấp cho ông quản lý này đầu tiên. Sau khi ông nghe các chân của ông đi chạy, ông sẽ đưa lệnh ra sẽ mở các mức nguồn khác để cho anh chip này mới chạy cơ. Còn chế độ trời 3V3 đấy là do cho nó con này thôi các bạn nhé. Không phải con này, không phải con này nên mình không sợ nó. Và có ai thắc mắc vào cái con này mình lấy ở đâu ấy, thì bỏ xác nhá.
Đây mình vừa tháo vào cái bo xác này của cái model Samsung khác. Đấy, tháo chính nó chỗ nó đây nhá. Rồi nhá, và bây giờ mình sẽ thì do con này khả năng nó chập, nó ăn tải nó chập dẫn tới nó chết con này. Nhưng mình có thay con này lên, vừa nãy mình cũng không đo nó có nguồn ra đấy, nhưng nó không chạy, không có đèn gì ấy. Thì mình cũng cắt ở đấy lâu nó sẽ nóng đấy và nó sẽ chết lại đấy. Nên mình đã thay con khác nhá, và bây giờ mình sẽ tiến hành lắp thử xem nó có con này không nhá. Ban này còn là ban sửa trên khúc boa mà. Mình do mình đang cầm máy quay trên tay nên mình sẽ vứt máy quay xuống để mình sẽ lắp cho chúng ta tham khảo nhá. À, các bạn thông cảm, một là một mình nó sẽ như thế đấy. Đấy, mình vứt nó xuống. Ôi dồi ôi, sửa chữa nhiều việc lắm các bạn ạ. Những cái tivi này và đặc biệt như là với sửa chữa những cái boa này nhé, là chúng ta phải có cái kiến thức và chúng ta phải có linh kiện và chúng ta phải có hội nhóm, chứ bản thân một mình thì làm rất lâu các bạn ạ. Cái anh nhỏ biết máy Nguyễn Mạnh Tiến kia là anh chuyên sửa boa này, bo này thì anh sẽ biết đường đi như thế nào, và với kiến thức của mình ấy, thì chỉ cần có sự hỗ trợ của như thế thôi là mình sẽ kiểm tra và mình sẽ tìm ra được nó như thế nào. Nhưng chưa biết được, con này mình đính chính cho mọi người, con này là lỗi nhá. Mà mình rút cái cáp ra mình cắm ấy, thì nguồn ok nhá. Còn cắm vào ấy, thì không có đèn đỏ gì cả các bạn ạ. Không có đèn đỏ không gì cả, và chip lạnh tanh. Sau khi mình có kiểm tra dò đường 5V standby 5V A thì nó đi đến đây thôi, còn nó chả đi đến đâu nữa cả mọi người nhá. Nó đi đến đây và nó đi đến con này, chờ con này thôi. Không biết mọi người có nhìn không, mình đang chỉ. Thôi đã lắp vào nhá, và bây giờ mình sẽ lại cầm máy quay lên và test thử. Video này chỉ dành cho các bạn thợ thôi, mọi người tham khảo thôi, chứ thực tế là mọi người dân hoặc những bạn thợ là non tay cũng không thể nào tìm ra được ban bệnh đâu. Mình thỉnh thoảng mình làm những video sâu một chút, ngoài những video rất là đơn giản cho mọi người tham khảo ấy, thì đây là những cái video chuyên sâu về kiến thức sửa chữa nhá. Bây giờ mình sẽ ghim điện này và mình sẽ bật on nhá, bật công tắc ấy. Ô nó chạy luôn. Ô buồn cười, đèn đang nhấp nháy này. Có đèn đỏ nhấp nháy rồi các bạn nhá, đây. Vừa nãy là không có đèn này đâu nhá, có đèn đỏ nhấp nháy luôn. Không biết led sáng chưa thì chưa rõ, nhưng mình sẽ đo qua cho chúng ta tham khảo nhá. Zoom lên một chút. Thì cái nguồn 5V A nó sẽ vào cái chân này này, như mình bảo rồi đấy, 5,3 kìa. Nó sẽ ra 3V 3 này. 3V 3 ok nhá, và cái 3V 3 đấy nó sẽ tới cái chân con IC này này. Ở vị trí này này các bạn nhá. Đó, 3V 3 nhá. Nó vào cái chân đầu tiên là chân 1, là chân VCC cho con này. Và con này khi nó có lệnh rồi thì nó mới đưa lệnh cho nó mở để nó chạy được các bạn nhá. Toàn máy, khả năng là chạy rồi nhưng mà mình như chưa nhìn thấy led sáng. Đây này, nó đã chạy rồi này. Chúng ta nhìn cái cổng optical nó đỏ đỏ này, chúng ta sẽ biết nó chạy nhá. Là một tay như này. Đấy, ok nhá. Các bạn thấy chưa? Nó đã lên và khách đang để chế độ HDMI 3. Và nó đã lên được màn hình ok. Tất nhiên là ở chế độ HDMI chưa có tín hiệu ấy, thì là cái led nó rất là tối. Các bạn chờ một chút, mình cầm điều khiển mình chuyển chế độ khác nào. Ui, không lấy được điều khiển. Các bạn cứ để ý nhìn này nhá, mình ấn tắt thử này. Khiển chả bấm được này. Chờ mình đến cái khiển khác nữa. Cái khiển này vừa thử cái tivi kia nó cũng không bấm được. Chờ một chút nhá. Đây mình lấy cái khiển mới trong hộp của mình nhá. Mình lật nó lên này. Đấy, rồi cái là vỡ sửa tivi của khách. Đó nhá, và không có đèn đỏ gì cả, nhưng mình sẽ tắt chờ nhá. Mình ấn, chúng ta mình sẽ ấn phím tắt này để xem nó có tắt không nhá. Mình ấn nhá, điều khiển đây này. Đó, đã mất. Đấy, kêu tạch một cái luôn. Con này nó có dơ le mà. Và nó có đèn đỏ nhá mọi người nhá. Và bây giờ mình sẽ bấm on này. Nhìn thế nào được cho mọi người nhìn được cái đèn này. Khổ quá, sửa tivi lại quay cho mọi người nhìn. Mình ấn on này, điều khiển đây nhá. Đó, nó nhấp nháy là nó chạy nhá mọi người nhá. Đang khởi động chưa thấy lên gì. Đã lên HDMI kìa các bạn kìa. Đó, đã lên nhá.
nét nó không sáng nhiều bởi vì là nó chưa có tín hiệu hình ảnh vào nên nó sẽ thế. Con này nó có một con dưa le này. Một con dưa le là khi chúng ta bấm on up ấy, chắc là nó on thì con dưa le nó sẽ đóng, nó mới cấp phần nguồn cho phần PFC boost hay là cho và phần nguồn cấp sau. Còn đâu ở chế độ chờ bình thường ấy thì là cái khối nguồn cấp trước này chạy thôi. Nó có con dưa le này như thế mọi người nhá. Như vậy là nó đã ok rồi. Sau một hồi thì mình đã sửa xong một chiếc TV với cái lỗi là không phải hỏng khối nguồn mà hỏng trên boa. Model có là UA40ES6800R nhá. Và cái nguyên nhân lỗi của nó ở đây ấy, đó chính là bị chập con IC61P8 này, là con IC quản lý mà mạch chạy mọi người ạ. Và nó chập nó thì dẫn tới là nó mất cái nguồn, thực ra không phải mất mà nguồn của nó tụt xuống còn 1 mấy V chứ không phải là 3V nhá. Qua video mọi người lại có một cái tham khảo sửa một chiếc TV nhá. Cụ thể hôm nay là mình sửa với cái ban bệnh trên boa chứ không phải trên bo nguồn nữa. Và những cái ban bệnh như này là nếu mà chúng ta không biết dò đường lạch mạch đi ấy, thì chúng ta sẽ không thể làm được. Chúng ta chỉ có tìm cách là ngày nay thợ họ không làm sâu như này nữa, mà đa số là họ sẽ tìm hỏi mua boa để thay thôi. Nhưng con này thì mình đã tìm ra lỗi và đã sửa là ok nhá. Chào tất cả mọi người.